Trời ơi, nó xách cây lau nhà, nó đi ta ta lần trước rồi cô chú ơi. Quá quậy rồi. Sơn Hà có cây lau nhà nhỏ mà dám giành cây lau nhà bự của mẹ. Đi đâu đó? Chuột ở ngoài đó đó, chuột, 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 đi vô. Không có được ra ngoài, đi vô nhanh. Dạ, vô, vô, lẹ, lẹ. Dễ vậy rồi, hai cây à. Nói đi vô nè. Trời ơi, đừng có cho nó ra đây, nó quen mốt đi ra lộ. Đi vô nhanh, vô nhà nhanh. Nó quậy quá mẹ xíu này. Vô nhà đi Sơn Hà. Đi vô đi, đừng có ra đây, ngựa. Đấy á. Vô nhà đi con. Thấy mẹ xíu vào nhà, chạy qua giành nữa nè. Rồi vô đi nè, không có ra lộ nè, nhanh lên. Ừ, đi vô. Bye bye cô chú nè, Sơn Hà đi vô nè. Rồi vô đi. Thôi trúng ba, trúng ba. Rồi bye cô chú nha.